Xin chào tất cả mọi người Rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay Xin chào tất cả mọi người Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái auto Trong video ngày hôm nay Em đang cầm trên tay để gửi tới mọi người hình ảnh chi tiết cụ thể sản phẩm Đó chính là cụm công tắc tổng lên xuống kính của Forager đời 2005 Sản phẩm được cấu tạo và thiết kế sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp. Phía bên trong lõi là các mạch điện để điều khiển lên xuống kính. Đặt sau của cụm công tắc là rắc điện. Với loại giắc điện hai hàng, hàng trên và hàng dưới. À, đây là cụm công tắc tổng là tức là có thể điều khiển cả xe anh em nhé. Đây đây là chúng ta núm để cho chúng ta ấn kính này, khóa kính luôn đấy không cho kính lên kính xuống, còn đây là bốn à, công tắc để điều khiển cả bốn cánh cửa. Đây là cũng, loại dòng này là có auto rồi. Đây. Với cái công, với cái sản phẩm này thì anh em có thể nhìn nó rất chắc chắn này. Đây. Rất chắc chắn. Và nhựa của nó bằng nhựa cao cấp là ABS. Mã sản phẩm của nó là 514523. Đây là ba điểm để chúng ta ba điểm bắt vít vào chỗ cửa xe đấy một hai ba một trên hai dưới anh em về chỉ việc bắt vào đưa cái ốp cũ của xe sang là chúng ta có thể sử dụng vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người đó chính là công tắc tổng lên xuống kính của Forranger 2005 anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333 hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 085 hai Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.